Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, chỉ trong vòng một tuần qua, đã có 3 bệnh nhi phải cấp cứu, điều trị do bị ngộ độc hóa chất tẩy rửa xe. Các bệnh nhi đều nhập viện trong tình trạng mệt người, buồn nôn, trong đó có một trường hợp đã tử vong. Ngày 17 tháng 7, do uống nhầm chất tẩy rửa xe, bệnh nhi 4 tuổi ở xã Gia Ly, huyện Sa Thầy đã được gia đình đưa vào nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Trước đó, ngày 13 tháng 7, cũng ở huyện Sa Thầy, hai bệnh nhi khác cùng 4 tuổi đều uống nhầm chất tẩy rửa xe và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do uống lượng lớn chất tẩy rửa cùng với việc đưa đến bệnh viện trễ, một bé đã ngưng thở, ngưng tim ngay trong quá trình điều trị ban đầu. Theo người nhà bệnh nhân, cả ba bé đều cùng uống chất tẩy rửa xe có màu hồng, mùi thơm vị bạc hà, không có nhãn hiệu. Vì nhầm lẫn đây là nước ngọt. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần để thuốc và hóa chất ngoài tầm giới của trẻ và quan tâm hơn đến hoạt động của trẻ nhỏ. Nếu gặp trường hợp bất thường khi trẻ uống những loại nước lạ, phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.